Chakra là sự di chuyển trong phạm vi cơ thể đến bất kỳ một điểm giải phóng nào, tận dụng một hệ thống đường đi di chuyển chứ không như hệ tuần hoàn. Bằng nhiều phương pháp, thủ ấn là phổ biến nhất. Nó sau đó có thể thực hiện được bằng những việc tưởng chừng không thể dưới quy luật tự nhiên, như đi trên mặt nước hay phun ra lửa. Chào mừng các bạn đã đến với Shonen Action. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu top 50 có chakra khủng khiếp nhất trong Naruto. Asura. Asura đánh thức sức mạnh thừa kế của cha mình. Asura có sinh lực mạnh mẽ và năng lượng chakra dồi dào, cung cấp cho anh ta sức mạnh ngang bằng với người anh trai thiên tài là Indra. Ông cũng là một nhà lãnh đạo tiềm năng và có nhiều người tín nhiệm. Giống như Indra, chakra của Asura vẫn tiếp tục được lưu truyền, và Hashirama là hậu duệ của ông. Chakra của Asura vẫn tiếp tục lưu truyền tới đời của Uzumaki Naruto. Indra. Từ khi còn trẻ, Indra đã được công nhận là một thần đồng, ngay cả bởi người cha huyền thoại của mình, đã thừa hưởng nhiều quyền lực và tài năng. Ông có một năng khiếu tuyệt vời cho bất kỳ kỹ năng nào. Hơn nữa, ông cũng được thừa hưởng đôi mắt của cha mình. Trong anime, hầu như tất cả những người trong dòng họ lục đạo đều nghi ngờ Indra sẽ trở thành người kế nhiệm cha mình. Mặc dù cơ thể ông đang bị phá hủy, chakra của Indra sẽ tiếp tục tồn tại. Chakra của anh đầu thai và các truyền nhân sau này trong suốt lịch sử, và những người truyền nhân sẽ thừa kế lượng chakra khổng lồ của ông. Và như các bạn đã biết thì Uchiha Madara là hóa thân của Indra, và chakra của Indra được lưu truyền tới đời của Uchiha Sasuke. Hamura. Hamura là một người đàn ông cao lớn với đôi mắt màu trắng đơn điệu, hai khối u giống như chiếc sừng trên trán, thừa hưởng từ người mẹ và không có lông mày. Ông có một mái tóc dài màu trắng với tóc mái xéo sang trái và một lọn tóc dài đến ngang cằm rủ xuống bên phải khuôn mặt. Là một trong các nhân vật mạnh nhất trong lịch sử, ông có khả năng đánh bại thập vĩ khi hợp sức cùng anh trai. Ta cũng cần lưu ý rằng ông được thừa hưởng nguồn chakra mạnh mẽ từ người mẹ. Trong trận chiến, ông cầm cây quyền trượng và sử dụng một thanh kiếm với kiếm thuật vô cùng điêu luyện. Hagoromo. Hagoromo phát triển nhân thuật đầu tiên, đó là khả năng phong ấn một con vĩ thú vào bên trong cơ thể con người. Chính nhân thuật này làm cho ông trở thành vật chủ đầu tiên trong lịch sử. Shikaku Matatabi Iso Son Goku Kokuo Saiken Chome Kyuki Kurama. Với sức mạnh của thập vĩ phong ấn bên trong người, Hagoromo phát triển sức mạnh to lớn, cùng khả năng sử dụng chakra vượt xa tất cả những người khác. Ông được thế giới biết đến qua việc sở hữu các loại vũ khí tối thượng. Đó là những vũ khí đòi hỏi phải có một lượng lớn chakra, nếu không, nó sẽ nhanh chóng giết chết bất kỳ người bình thường nào sử dụng nó. Kaguya. Kaguya là một công chúa đến từ một vùng đất bí ẩn xa xôi, và bà sống vào thời cách xa lúc mà các làng nhẫn giả được thành lập, cái thời đại mà chiến tranh diễn ra liên tiếp giữa loài người. Mong muốn hòa bình, Kaguya quyết định rằng bà cần có sức mạnh thần thánh để chấm dứt mọi xung đột. Vì lý do này, bà bất chấp điều cấm kỵ để ăn trái của Shinju và hợp thể với sức mạnh của thần mộc. Sau khi ăn trái của Shinju, Kaguya đã có được sức mạnh không ai địch lại được, và bà có thể một mình xây dựng lại thế giới bị tàn phá bởi chiến tranh, cũng như khiến cho loài người phải tôn trọng bà trong sợ hãi. Và chúng mình đang cần sự trợ giúp của các bạn về các chủ đề trong các video tiếp theo. Các bạn có thể truy cập vào Facebook để hỗ trợ chúng mình. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ channel nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Shanks là một trong những nhân vật có phong thái ung dung nhất trong thế giới One Piece. Thích dành thời gian cùng các thuyền viên đi du ngoạn vòng quanh thế giới hơn là vội vã nhảy từ nơi này sang nơi khác. Vào phần đầu, Shanks đã trêu chọc Luffy khi Luffy nói có ý định sau này sẽ làm hải tặc. Shanks có khả năng sử dụng Haki Báo Vương, một năng lực mà chỉ một trong một triệu người mới có thể khả năng sử dụng. Sau khi cứu Luffy